bại là mẹ của thành công. Có nghĩa là sau những lần mình thất bại á, mình sẽ cố gắng trưởng thành hơn một chút để mình có thể thành công trong những chuyện sau này. Có nghĩa là thất bại không phải là vấp ngã, nó là một cái nền tảng cho mình đứng lên sau những cái thất bại đó. Em là Nguyễn Phạm Hoài Yên, em học khóa 25 của trường Đại học Duy Tân về ngành du lịch và lữ hành. Em bắt đầu tập thể thao vào năm lớp 8. Thì lúc đó là em chưa có chơi bộ môn này. Đầu tiên thì em chơi môn nhảy cao trước, xong rồi thầy thấy có tố chất của môn nhảy sào nên là chuyển hoàn toàn qua nhảy sào. Năm đầu tiên mà em tham gia nhảy sào đó là năm 2017, là em đã được huy chương vàng của trẻ vô địch và huy chương đồng của giải vô địch quốc gia. Và đến năm 2020 á, em kết thúc giải trẻ của mình với 4 tấm huy chương vàng trong 4 năm. Và giải vô địch thì em nhảy được huy chương bạc với thành tích cao nhất là 36 từ trước đến giờ của em luôn. Đại hội quốc gia năm 2018 thì cái tấm huy chương đó là em rất là tâm đắc, và mặc dù nó cũng là huy chương bạc, nó cũng ngang ngang với lại giải vô địch, nhưng mà cái tấm huy chương đại hội nó kiểu như nó mang cái tầm vóc lớn hơn của mình á. Với lại một giải nữa đó là giải trẻ Đông Nam Á, là lúc đấy em được huy chương đồng. Giải trẻ Đông Nam Á ở Thái Lan, em được huy chương đồng. Lúc đấy là em đang bị chấn thương ở lật cổ chân, nhưng mà em được thầy giúp đỡ nhiều nên là cái chấn thương đấy nó cũng không cản trở mình nhiều trong việc nhảy. Nên là em được tấm huy chương đồng ở lúc đấy thì em rất là vui. Em nghĩ là em không được huy chương đồng nữa. Dạ, hiện tại á, thì em học năm 2 của trường Đại học Duy Tân á, là em đã hoàn toàn hoặc linh hoạt cái lịch học của mình á. Có nghĩa là mình đăng ký theo tín chỉ, có nghĩa là em sẽ dồn hết lịch học vào buổi sáng để thời gian tập buổi chiều nó nhiều hơn. Nói chung là đa số em tập vào buổi chiều hết, nhưng mà sẽ tập nhiều hơn các bạn. Em nghe trường mình cũng khá là nổi tiếng á. Thứ nhất là học sinh tới học đông, có nhiều gọi là những học sinh ưu tú, có nhiều học sinh ưu tú. Có nghĩa là em thấy, có nghĩa là chất lượng ở đây nó tốt, nên là em đã quyết tâm là vào trường Đại học Duy Tân. Mình cũng muốn học tiếng Anh á. Mình thấy học tiếng Anh đi giao tiếp với người khác, với người nước ngoài là kiểu đấy em rất là thích. Với lại em cũng muốn nói cho người khác biết là văn hóa Việt Nam mình như thế nào. Bây giờ á, thì em sẽ cố gắng cân bằng giữa việc học và việc tập luyện, để một phần á, là mình cũng theo đuổi cái đam mê tập luyện thể thao, và một phần á, là mình cũng theo đuổi theo cái ước mơ sau này của mình. Có nghĩa là em không thể là tập thể thao hoài được, có nghĩa là nó không ổn định. Còn em muốn làm theo cái ước mơ của mình nhiều hơn. Có nghĩa là em sẽ tập trung cho việc học. Và hiện tại thì em cũng đã xong tất cả các giải á, nên là em sẽ cố gắng chuyên tâm vào việc học nhiều hơn để năm sau bắt đầu một kỳ mới. Nên là em hy vọng là sẽ đạt được ước mơ mà mình mong muốn. Năm sau sẽ là SEA Games 31 tại Việt Nam, tại Hà Nội luôn. Là bắt đầu qua Tết xong thì em sẽ vào một chương trình tập luyện mới, một chương trình tập luyện cực khổ hơn, nhưng mà em vẫn sẽ cân bằng với việc học của mình. Và mức mà em muốn đạt được trong năm nay có thể là 3m8 hoặc là 3m9 trở lên, nhưng mà em sẽ cố hết sức để giành lấy một tấm huy chương nào đó cho đoàn Đà Nẵng cũng như là Điền Kinh Việt Nam.